Số hóa thẻ ngân hàng từ thẻ vật lý chuyển sang thẻ phi vật lý đang là một hoạt động được các ngân hàng chú trọng và là xu hướng thanh toán tương lai. Mang thẻ ngân hàng đi rút tiền ở cây ATM hay dùng thẻ để quẹt thanh toán là cách thức đã cũ. Giờ đây vẫn là thẻ nhưng được tích hợp trong điện thoại di động là có thể thanh toán mọi nơi mọi lúc. Số hóa thẻ ngân hàng đang phát triển rất nhanh. Số hóa thẻ lên trên thiết bị di động để biến cái thiết bị di động trở thành là một cái thẻ thanh toán không tiếp xúc. Hoặc là chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc số hóa thiết bị chấp nhận thanh toán lên trên điện thoại di động để biến một cái điện thoại di động, các cái thiết bị di động trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán tương tự như máy POS. Thì thẻ phi vật lý và thẻ vật lý vẫn sẽ tồn tại song song. Đối với cả các cái ứng dụng mà hỗ trợ được tập khách hàng rộng và trẻ thì thẻ phi vật lý và điện thoại di động sẽ là phương tiện hữu ích và tiện dụng hơn với cả người dùng. Thị trường thẻ Việt Nam những năm qua được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh chóng, góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến tháng 7, 2023, số lượng thẻ đang lưu hành đạt hơn 140 triệu thẻ, trong đó có gần 10,8 triệu thẻ mở bằng EKIC đang lưu hành, so với số lượng thẻ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa khiêm tốn.